Cô bé ban ngày vừa có sự hiện diện thật chói mắt. Chào mọi người, tớ có việc này muốn thông báo. Tớ sẽ tranh cử làm nữ hoàng dạ hội. Hãy bầu cho tớ nha. Cô bé ban đêm cũng vừa có sự xuất hiện rực rỡ. Xin lỗi, bạn đang cản đường tớ. Tớ sẽ tranh cử làm nữ hoàng dạ hội chứ không phải bạn. Tớ sẽ dán ảnh của mình lại lần nữa. Không, lần nữa. Tớ đã bảo là không. Dừng lại, đừng đùa chứ. Tớ chịu đủ rồi. Xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó làm mưa trên ánh nắng của bạn. Này, tóc của tớ, tránh ra, đồ xấu xí. Dừng lại, bạn sẽ không bao giờ là nữ hoàng dạ hội đâu. Các cô bé dừng lại đi. Nhìn mớ hỗn độn các bạn đã gây ra cho mình kìa. Ôi không, tớ có quá nhiều mụn to. Tớ phải nặng chúng ra. Eo ơi, bạn có nhiều mụn quá đi. Eo, bạn bắn mũi vào tớ rồi. Khoan đã, cái cục này trên mặt tớ là gì vậy? Tớ cũng có mụn sao? Hít thở sâu, nghĩ ra giải pháp nào. Bình tĩnh nào. Này, bạn có thể làm được mà. Dụng cụ nặng mụn của tớ. Nhiều chất nhờn quá đi. Tớ sẽ đắp nó lên mặt, giống như mặt nạ vậy. Gớm quá đi, đó là màu tạc trên mặt cô ấy sao? Xong rồi, màu sắc ban đêm trông đẹp hơn nhiều. Tớ sẽ nhẹ nhàng đắp nó lên mặt, giống như mặt nạ của riêng tớ vậy. Phải đảm bảo là tớ đã phủ hết mọi cục mụn. Xong rồi, phần tuyệt vời nhất sắp đến rồi đây. Tớ có một cái nam châm và một miếng vải. Tớ sẽ phủ vải lên miếng nam châm. Sau đó tớ sẽ kéo mặt nạ ra bằng cục nam châm. Hay lắm phải không? Cuối cùng các cô bé đã hết mụn rồi. Họ đã tiến gần hơn một bước để trở thành nữ hoàng dạ hội. Một bảng phấn mắt. Khoan đã, nó không có màu mà tớ muốn. Tớ biết rồi, tớ sẽ gọi đến một tia nắng mặt trời để làm thay đổi màu sắc. Wow, chúng đã trở nên rực rỡ hơn nhiều. Được rồi, tất nhiên là tớ sẽ bắt đầu với màu vàng này, giống như mặt trời vậy. Trông cứ như có hoàng hôn trên mí mắt của tớ vậy đó. Khoan đã, còn một thứ nữa. Tớ sẽ rắc một ít kim tuyến vàng lên trên cọ, để tớ có thể tạo ra những tia nắng xung quanh mắt mình. Còn thiếu cái gì nữa ta? À ha, những miếng dán mặt này. Chúng sẽ trông thật tuyệt vời trên mặt tớ đó. Hãy thử xem. Xem đây, tớ đã trông thật rạng rỡ và tươi sáng rồi. Có gì trong bộ dụng cụ làm đẹp của mình đây? Chỉ có bút màu thôi sao? Thật tội nghiệp. Tớ không thể để cô ấy vượt mặt mình. Tớ biết rồi, tớ sẽ nhúng bút màu vào nước. Sau khi chúng ướt, tớ sẽ bắt đầu vẽ quanh mắt. Bắt đầu với mí mắt. Xong rồi, trông đẹp quá đi. Các cô bé quả thật biết cách sử dụng phong cách độc đáo của mình. Tóc của mình rối quá đi. Có lẽ chải tóc sẽ sửa được nhiều đó. Nó quá rối rồi. Mùi gì vậy ta? Mình làm cháy một lỗ trên lưu của mình luôn rồi nè. Thiệt là vô dụng. Khoan đã, mình biết rồi. Mình sẽ quấn một lọn tóc quanh ngón tay. Sau đó dùng sức mạnh của mình để làm nóng nó. Và mình sẽ làm tương tự với phần tóc còn lại. Tóc mình đã trông thật xoăn và thời trang rồi. Chải tóc thật là mệt quá đi thôi. Mình phải làm sao để tạo kiểu tóc đây? Eo ơi, nước mũi của bạn dính vào tóc mình rồi. Mình cần cái lược của mình. Mình không thể chải nước mũi đi được. Có chuyện gì vậy con gái? Ôi không, vấn đề này trông có vẻ tệ lắm đây. Nghĩ nào. Ô, mẹ biết phải làm gì rồi. Máy hút bụi. Hãy nhẹ nhàng luồn tóc con vào. Sau đó nó sẽ kéo hết nước mũi ra. Thật kinh khủng. Con cũng muốn có tóc xoăn. Để mẹ nghĩ. Dây buộc từ áo mẹ thì sao? Hãy thử xem nha. Mẹ sẽ quấn tóc con quanh nó giống như một bím tóc. Sau đó biến chúng thành búi tóc không gian. Thật dễ thương. Giờ thì chờ đợi thôi. Mình muốn làm gì khác cho tóc của mình. Mình sẽ dùng cái lược này để cho thuốc nhuộm màu cam và vàng lên tóc. Nó sẽ làm tóc mình trông thú vị hơn. Mẹ sẽ cho một lượng kem đánh răng lên đầu. Sau đó bắt đầu massage nó. Đảm bảo đừng chừa lọn tóc nào nha. Giờ thì phủ tóc bằng giấy bạc và để nó đó một lúc nào. Nhìn kìa. Giờ thì chờ đợi thôi. Đến giờ.
khoảnh khắc thật sự đây rồi. Wow, tóc con có màu xanh dương giống như bầu trời đêm vậy. Cảm ơn mẹ đã làm nhà tạo kiểu cho con, nhưng giờ mẹ có thể đi được rồi. Bạn sẽ không bao giờ có một ngày hoặc đêm có tóc xấu. Eo ơi, môi mình trông tệ quá đi, chúng thật khô và bong tróc. Mình nên dứt cái này đi. Eo ơi, bỏ cái này ra khỏi bàn của mình. Bạn gớm quá đi. Mình cần phải dưỡng môi sau khi thấy điều đó. Mình có cái găng tay cọ rửa nè. Mình chỉ cần cho bọt lên, sau đó bắt đầu cọ môi mình. Thật căng mọng da mịn màng. Chờ đã, còn một thứ nữa. Mình muốn đắp mặt nạ môi. Mình sẽ để nó ở đó một lúc và chờ nó dưỡng ẩm cho môi của mình. Tớ có thỏi son này từ bộ làm đẹp của mình. Nó có màu xanh dương, màu yêu thích nhất của tớ. Nhưng nó đơn giản quá đi. Wow, môi mình trông thật là khỏe mạnh. Mình muốn thoa thêm son bóng nữa. Thật lấp lánh. Mình ghen tị quá đi. Mình có ý tưởng này. Đây là loại sốt tương ớt nóng nhất. Mình sẽ đổ một ít vào ống son bóng. Này, bạn có muốn thử son bóng của mình không? Chắc chắn rồi, mình không thể tin bạn sẵn lòng chia sẻ với mình. Nó trông thật là đẹp trên môi của mình. Hả? Môi mình cảm giác như đang cháy. Ôi trời, môi cô ấy biến thành môi của Huggy Wuggy vì sốt cay rồi. Môi mình bình thường lại rồi. Ồ, thỏi son màu vàng của ngày. Mình sẽ kết hợp màu xanh và màu vàng. Này, đó là của tớ. Sao nó lại bị cắt đôi rồi? Bạn đã làm gì vậy? Trông như mình có bầu trời đêm đầy sao trên môi vậy. Nhìn những đôi môi hoàn hảo đó kìa. Các cô bé lại cãi nhau rồi. Các cô bé, đừng cãi nhau nữa. Các cô vẫn cần phải chọn váy của mình đó. Wow, nhìn chiếc váy xanh dương xinh đẹp của tớ kìa. Chiếc váy vàng đó thật là đẹp. Tớ nên thay đồ ngay bây giờ. Tớ cũng nên thay đồ ngay. Một sự biến đổi tuyệt vời sắp diễn ra rồi đây. Phép màu đang xảy ra. Các cô bé trông thật tuyệt vời trong chiếc váy xinh đẹp của mình. Tớ trông như là nữ hoàng của màn đêm. Tớ là ngôi sao của ban ngày. Đợi đã, chúng ta cần giày nữa. Giày của tớ thật xấu và bẩn. Tệ thật đó. Chúng ta sẽ lấy giày mới như thế nào đây? Chờ đã, giày màu vàng á. Này, sao giày của tớ lại màu xanh vậy? Chắc có sự nhầm lẫn rồi, chúng ta hãy đổi giày đi. Như giày mới đúng chứ. Từ một bộ trang phục đơn giản đến một chiếc váy lấp lánh tuyệt vời. Tiếp theo, tớ cần chọn một chiếc vương miện. Tớ cần bộ làm đẹp của mình. Có một chiếc băng đô và một số đồ trang trí. Tớ sẽ bắt đầu làm vương miện của mình. Thật là tội nghiệp. Cái này trông thật đơn giản và dơ bẩn. Còn ngày thì sao ta? Wow, vương miện của cô ấy thật to và đẹp. Chán quá đi. Giấy. Tớ biết phải làm gì rồi. Cái này sẽ cần kỹ năng gấp giấy thật sự đây. Một chiếc vương miện làm từ giấy trông thật là tuyệt vời. Một chiếc vương miện tốt sẽ làm nên một nàng công chúa tốt đó. Các cô bé đang quá bận rộn ngắm nhìn chính mình mà không chú ý đến đường mình đi. Cậu nhìn đường cái đi. Không, cậu ra giờ tới trước. Ôi không, các cô bé dừng lại ngay đi. Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu. Giày của ai đây? Thôi kệ vậy, không phải vấn đề của tớ. Hả? Cả hai đã làm hỏng trang phục của mình nhờ vào cãi nhau đó. Đi thôi. 3, 2, 1. Tiệc tùng thôi. Cuối cùng các cô bé cũng đã đến đêm dạ hội. Này, bọn tớ muốn tham gia buổi tiệc khiêu vũ. Nhìn mấy cô bé đó kìa. Mọi người đang nhìn chúng ta thật kỳ lạ. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Những kẻ thua cuộc. Bọn tớ không bỏ cuộc đâu. Hãy cùng nhau hợp tác nào. Trang điểm và váy của chúng mình bị hỏng hết rồi. Bọn mình sẽ không thể thắng được danh hiệu nữ hoàng dạ hội. Chúng ta có thể hợp sức và cùng nhau chỉnh sửa diện mạo của mình. Đây, tớ sẽ giúp bạn sửa tóc. Tớ cũng sẽ giúp bạn với mái tóc của bạn. Tớ sẽ loại bỏ tất cả bụi bẩn. Ghê quá, cái này dính quá đi. Được rồi, còn váy của ta thì sao? Hãy sửa chúng với những mảnh vải mới này nào. Chỉ việc quấn nó qua neo của bạn.
làm theo tớ nha. Xem này, chúng ta có các chiếc váy mới ngay tức thì. Giờ hãy sửa trang điểm của chúng ta thôi. Tớ sẽ giúp bạn trang điểm. Chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi. Cảm ơn, tớ cũng sẽ giúp bạn trang điểm. Và chúng ta có những chiếc vương miện mới, đẹp hơn. Đây sẽ là phòng bệnh của cháu. Nó hơi bụi một chút, nhưng vậy là được rồi. Cái giường này thoải mái quá, như nằm trên mây vậy. Nước mũi ở trên giường sao? Đây là giường của cô gái giàu có đó. Giường của cháu ở kia kìa. Thấy chưa, ga giường này được làm bằng vàng đó. Ta cần phải chuẩn bị thảm đỏ. Xin chào mừng. Đây là tiền của bác. Cảm ơn cháu. Gì cơ? Trước khi ta quên mất, cháu muốn treo một bức tranh của bản thân ư? Tớ nhớ mẹ quá. Bé gái giàu so với nghèo trong bệnh viện. Được rồi các cháu, bác đã chuẩn bị bồn tắm cho các cháu. Các cháu hồi quá đi. Đây là bồn tắm của tớ. Không, của tớ. Dừng lại. Cháu, lui ra. Thưa bà. Thật sao, cảm ơn. Bồn tắm này thật là vui. Bác sẽ giúp cháu gội đầu. Cháu bị xà phòng vào mắt rồi. Đừng lo, cháu đã có một chiếc vương miện đặc biệt. Nó sẽ ngăn xà phòng chảy vào mắt của cháu. Bác sĩ. Gì chứ? Bồn tắm của cháu ở đâu? Hãy xem, chúng ta có cái gì đây? Một cây lau nhà và một cái xô ư? Bác biết rồi, đây là cái cháu sẽ sử dụng để tắm cho bản thân. Không thể nào. Cứ vào đi. Không có gì xảy ra ở đây hết. Gặp vấn đề với việc tắm rửa sao? Cô có thể giúp cháu. Cô chỉ cần nhúng cây lau nhà vào, sau đó dùng nó để lau sạch cơ thể cháu. Nhanh chóng và dễ dàng. Wow, cháu đã sạch sẽ rồi. Cô muốn tặng cháu một món quà. Đây là một chiếc dây chuyền thơm đó. Wow, nó có mùi thơm quá đi. Cháu thích nó. Sàn nhà lạnh quá à. Nó thực sự làm nóng băng chân của tớ luôn. Tớ nên mang chiếc dép gì đây? Không. 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 Có chuyện gì vậy? Tất cả dép của cháu đều thật xấu xí. Làm gì đi bác? À ha, nhìn giày cao gót son môi của Barbie này. Bác sẽ tháo bỏ gót giày của đôi giày này và thay thế bằng son môi. Thật đi trước thời đại. Các chiếc giày này thật sự độc đáo. Cháu thích nó lắm. Cháu cảm giác như là người mẫu vậy. Giờ cháu muốn thoa son môi. May quá cho có một cái ở dưới giày của mình. Thiệt là dễ dàng. Ta thông minh quá. Bác sĩ. Lại có chuyện gì nữa? Bác có thể cho cháu một đôi dép mới được không? Thì chúng ta cũng có thể lấy cảm hứng từ Barbie của cháu. Đôi dép xốp. Bác biết rồi. Chuẩn bị một tấm thảm ghép và cắt hình chiếc dép. Làm tương tự với nhiều tấm khác và xếp chúng lại với nhau. Đặt một đôi dép lên trên chúng. Và cháu sẽ có đôi dép cao như vậy. Của cháu đây. Wow. Chúng thật sự rất thoải mái. Tất nhiên rồi. Wow, một cây kẹo mút khổng lồ. Nó làm hư răng tớ rồi. Tớ ghét cây kẹo mút này. Vậy thì nó là của tớ. Mặc dù nó đầy bụi và đất. Hả? Răng của tớ hư rồi. Có chuyện gì vậy? Răng của cháu đang lung lay. Để bác nhìn kỹ hơn nào. Bác hiểu rồi. Bác phải lại gần hơn nữa. Như là đi vào trong miệng của cháu vậy. Nó đây rồi. Bác sẽ thay thế nó bằng một chiếc răng vàng. Đã đến lúc quay lại rồi. Cháu thấy chiếc răng mới của mình thế nào? Wow, nó bóng loáng luôn. Trả tiền nào. Của bác đây. Đúng vậy. Bác có thể giúp cháu được không? Cháu muốn gì? Cháu cần phải sửa răng của mình. Chúng thiệt là dơ. Cháu cũng sẽ trả tiền. Được thôi. Bên trong miệng của cháu thiệt là hôi. Bác không muốn làm việc này. Không, bác đi ra ngoài đây. Ôi không. Hả? Một khẩu súng nớp. Tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ buộc sợi chỉ lỏng của áo len của tớ vào viên đạn.
và một phần còn lại quanh răng của tớ. Khi tớ bắn thế này, nó sẽ lấy răng của tớ đi. Cái gì vậy? Ôi, cháu xem bắn trúng bác này. Xin lỗi. Đồ chơi này là của tớ. Của tớ. À! Những cô bé đã kéo quá mạnh và tự làm đau bản thân. Cháu có sao không? Cổ tay cháu đau quá. Có một vết thương. Ta chỉ cần băng nó lại thôi. Không đời nào. Bác có thể lấy toàn bộ số tiền này nếu bác mang cho cháu một cái băng cá nhân tốt hơn. Đây là bộ cấp cứu của người giàu. Wow. Một cái băng cá nhân làm từ kim cương và một loại bình xịt chữa thương đặc biệt. Cháu được nhận một cây kẹo mút vàng vì đã dũng cảm. Wow. Bác sĩ. Gì? Gì? Hãy điều trị cho cháu nữa. Ta không cần một đô la. Vết thương của cháu. Hả? Ừ. Ta tìm thấy một cái băng cá nhân đã qua sử dụng nè. Ta chắc chắn rằng cái này sẽ ổn thôi. Nhưng bụi bặm làm cho nó không dính nữa. Đó là bắp cải ư? Ta có một kế hoạch. Hãy để ta dạy cháu về việc tái chế nào. Vậy nên hãy lấy cây bắp cải này ra khỏi thùng rác. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một trong các chiếc lá để phủ kín vết thương của cháu. Cháu không thể tin rằng nó thật sự có tác dụng. Ta biết mà, và vị nó cũng ngon nữa. Âm thanh gì vậy? Cái bóng kia thiệt là đáng sợ. Có một con quái vật dưới giường của tớ. Tại sao bạn lại la hét vậy? Có một con quái vật. Nó cũng ở dưới giường của tớ. Cả hai cô bé đã lập tức gọi điện cho mẹ của họ. Mẹ ơi, làm ơn hãy đến đây. Mẹ đến rồi con yêu, mẹ đã đến nhanh nhất có thể nè. Trả lời đi. Ai gọi vào giờ này vậy? Con gái mình ư? Ơi, đừng có làm phiền mẹ. Mẹ cần giấc ngủ sắc đẹp của mình. Ôi không, tớ chỉ có một mình. Mẹ cảm thấy thật tệ cho con bé. Đây, vì sao lại làm như vậy? Cô có mang theo một chai xịt chống quái vật nè. Hãy đến với bọn cô nào. Được thôi. Cháu có thể thử tự mình phun nó. Dạ được, giờ cháu thật sự cảm thấy an toàn rồi. Đừng lo, những bé con không ai làm đau các con đâu. Cô bé giàu bị ốm thật nặng. Cháu cần phải uống thuốc. Cháu hỏng thích. Chúng là kẹo M&M sao? Cháu vừa đưa cho bác một ý tưởng. Hãy xem cái máy gấp này này. Ta sẽ cho thuốc vào đó cùng với những viên kẹo. Trò chơi này thú vị quá. Cái này trông dễ bắt nhất nè. Làm ơn hãy lấy được. Đúng vậy, mình đã làm được. Mình đã trúng kẹo. Cô bé giàu đã uống thuốc thành công. Cháu sẽ cảm thấy khỏe mạnh sớm thôi. Đây là nước mũi sao? Wow. Oops. Cô bé hỉ mũi chưa sạch kia. Chờ đã, ta có cái gì đó ở trong túi. Hai tép tỏi, đặt chúng vào mũi của cháu để chúng hút hết nước mũi đi nào. Ôi trời, có thật nhiều nước mũi chảy ra kìa. Sẽ không mất nhiều thời gian để nó ra hết đâu. Thật sảng khoái. Cháu đã hết rồi. Ew, cầm nó tránh xa ta ra. Ta phải rời khỏi đây. Đồ ăn đây rồi, ta sẽ phục vụ cô bé giàu trước. Tiền để đổi lấy đồ ăn ngon đây. Cháu sẽ có gà rán, một bánh burger và sushi. Ngon quá. Ngon, nó thiệt là ngon. Lần này tớ muốn bánh burger. Và miếng gà này thiệt là mọng nước. Cháu cần đồ ăn. Gì chứ? Tớ cũng muốn ăn nữa. Thì cháu sẽ có món cơm với sốt cà chua này. Sao chứ? Cháu không thích cái này. Được thôi. Cháu sẽ có phô mai mới lấy từ giày của ta. Chắc chắn cháu chưa từng thưởng thức cái gì giống như nó. Chỉ có vậy thôi hả? Nó thúi quá à. Tớ thật ghen tị với đồ ăn của cô ấy. Kia có phải là gấu bông không? Tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ lấy một ít cơm và biến nó thành hình quả banh. Tớ cũng sẽ tạo ra các hình khác. Sau đó tớ sẽ cuộn phô mai lại và đặt nó lên trên một cái đĩa. Nó là chiếc gối cho cơm hình gấu bông. Tớ muốn thêm lông mày và miệng bằng phô mai nữa. Và một miếng phô mai khác để làm chăn. Đồ ăn của tớ trông thiệt là dễ thương. Tớ muốn cắn một miếng quá đi à. Thiệt là ngon. Hả? Đồ ăn của tớ thiệt là nhàm chán. Tớ không thể ăn hết tất cả mớ sô-cô-la này. Tớ sẽ ném chúng lên giường của cô bé nghèo. Tất cả sô-cô-la này cho tớ sao?
nhìn mặt của cậu kìa. Gì chứ? Chúng là mụn hả? Tớ cần một cái gương. Xấu quá đi. Chờ một chút, tớ cũng có. Tớ muốn nặng hết chúng. Yêu ơi, chuyện gì vậy? Ta sẽ chữa trị cho cô bé nghèo sao? Ôi trời ơi, mặt của cháu. Cháu sẽ cho bác một thỏi vàng nếu bác chữa mặt cho cháu. Ta biết rồi. Một cái chảo ư? Nó là cho thỏi vàng đó. Ta sẽ cho nó tan chảy thành chất lỏng. Giống như vậy. Tiếp theo ta sẽ nhúng ngón tay vào và thoa lên các nốt mụn của cháu. Phải chắc chắn rằng toàn bộ khuôn mặt của cháu được phủ kín. Một mặt nạ vàng. Hoàn hảo. Cháu nữa? Không, nó chỉ dành cho người giàu. Lấy cái này đi. Mình sẽ làm gì với một cái cây? Mình biết. Mình sẽ lấy một cục đất và thoa lên khuôn mặt của mình. Một mặt nạ bùng. Tớ có thể tháo nó ra chưa? Nó thật sự đã làm sạch hết mụn của tớ. Wow, mẹo của tớ cũng thành công nè. Chúng ta có nhiều thứ cần phải sửa cho bạn lắm. Ta nên bắt đầu từ đâu? Tớ ghét khuôn mặt của mình. Tớ biết rồi, tớ có thể làm bất cứ điều gì ở đây, kể cả cái hộp này. Hãy thử quay tay cầm đi, được thôi. Có vẻ như chúng ta sẽ bắt đầu với khuôn mặt. Món đồ chơi này dường như có rất nhiều mụn trên khuôn mặt của cậu ấy. Bạn nên nặng hết chúng đi. Đây, tớ sẽ đặt nó xuống cho bạn. Wow, tớ có thể nặng hết hả? Có thật là nhiều mủ chảy ra. Eww. Hãy thử chà nó khắp khuôn mặt của bạn xem. Nó sẽ cứng lại như mặt nạ đất sét vậy. Wow, tớ nghĩ là đến lúc bóc nó ra rồi. Khoảnh khắc của sự thật. Wow, nó thực sự đã lấy ra hết mụn của bạn nè. Kinh quá. Wow, làn da của bạn trông thật mịn màng. Cảm ơn Tommy. Vấn đề lởm chởm đó đã được giải quyết rồi. Tớ đoán là hiện tại tớ sẽ bị mắc kẹt với kiểu tóc. Hả? Đó là cái máy chém ư? Trông cứ như là một lưỡi dao cạo khổng lồ vậy. Tớ biết rồi. Cô ấy sẽ chém đầu của mình ư? Quá! May quá. Chỉ là tóc của cô ấy thôi. Hả? Ôi trời ơi. Hãy nghĩ nào, chờ chút. Chúng ta sẽ để máy slot quyết định. Một cái mũ ư? Chờ đã, cái mũ này trông như của tớ vậy. Đặt nó lên đầu cô ấy sẽ càng hay hơn đó. Bây giờ bạn có thể có được gấp đôi, cả tóc và một chiếc mũ hề. Tuyệt vời. Đó là lý do tại sao mái tóc là điểm khôi hài của cô ấy đây. Khuôn mặt của tớ trông thật đơn điệu. Tớ nghĩ bạn cần thêm màu sắc cho khuôn mặt của mình. Hãy làm điều đó nào. Tớ tự hỏi cái hộp sẽ cho chúng ta cái gì. Sơn. Có một cây lăn sơn bên trong với sơn màu trắng. Tuyệt vời. Tớ nghĩ chúng ta cần phải phủ nó lên khuôn mặt của bạn. Nhắm mắt lại và hít thở sâu nào. Khuôn mặt của tớ trắng quá đi. Chúng ta cần phải làm cho mọi thứ thú vị hơn. Sông môi và một đồ nạo phô mai. Tớ sẽ nạo sông môi thành từng mảnh nhỏ. Tiếp theo, tớ sẽ cho một ít bọt lên như món kem đánh yêu thích của tớ. Sau đó, tớ sẽ trộn nó cho đến khi nó trở thành màu hồng này. Lấy một cây cọ sơn và nhúng nó vào. Vậy, chúng ta có thể sử dụng nó như một lớp phấn hồng. Wow! Tuyệt lắm! Hả? Môi của bạn khô quá đi. Chúng ta đã hết son môi rồi. Tớ nghĩ chúng ta cần phải quay cái hộp này một lần nữa. Rau câu ư? Có một bịch bột rau câu ở đây. Rót nó vào một tô nước và khuấy đều lên. Bây giờ hãy nhúng môi bạn vào nào. Màu của chúng đậm quá đi. Đừng lo, đó chỉ là một lớp mặt nạ mà chúng ta phải bóc ra.
nó sẽ để lại một lớp màu đỏ rất đẹp đó. Thật là hay. Một điều nữa, phấn mắt của bạn. Yay! Khuôn mặt của tớ trông giống như Pony rồi. Chúng ta sẽ làm gì với quần áo của tớ đây? Chúng rách toạc và xấu xí cả rồi. Hãy nghĩ đi, tớ biết rồi. Nhìn đây, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Bạn sẽ nhận được một mảnh quần áo cho mỗi cái lon bạn chọi trúng. Đây là quả bóng, bạn có thể làm được. Hay da, tớ chọi trúng nó rồi. Tớ nhận được một chiếc áo dễ thương. Wow, thật là tuyệt. Tiếp tục đi. Lần này tớ đã trúng cái váy. Wow, nhìn cái váy của tớ nè. Làm tốt lắm. Một lần nữa. Hay lắm, tớ đã trúng đôi giày. Tớ có chúng rồi. Nhìn này, chúng ta trông như sinh đôi. Cái cuối cùng. Hay á. Quăng hay lắm. Đây là găng tay của bạn. Tớ sẽ giúp bạn đeo chúng lên. Chúng thật là thoải mái. Bây giờ cô ấy là một phiên bản mini của Pony rồi. Tớ không thể ngừng gãi tay mình. Cho tớ xem nào. Eo ơi, nhiều gỉ tai quá đi. Cô ấy định làm gì với một cái dĩa và một ống hút vậy? Đâm một lỗ vào cái dĩa thắp diêm. Ừ, nhìn ngọn lửa đó kìa. Bây giờ chúng ta sẽ thắp sáng ống hút. Và nó sẽ hút ra tất cả gỉ tai của bạn. Hãy xem nó nào. Eo, có quá trời gỉ tai luôn. Được rồi đó, tay của bạn trông sạch sẽ rồi. Bạn muốn xem chúng ta có được bao nhiêu không? Ê, thật là kinh tởm. Đúng vậy, chúng ta nên dứt nó đi. Cô ấy cuối cùng cũng có thể nghe được bài nhạc yêu thích của mình rồi. Cuộc trang điểm của bạn đã hoàn tất. Hãy quay một vòng cho tớ xem nào. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ Pony. Bạn có thể về nhà với ba mẹ rồi. Cửa ra ở đó đó. Tớ ghét việc tạm biệt. Tớ ước rằng tớ có thể gặp lại bạn sớm. Hả? Cô không được phép rời khỏi đây. Làm ơn đi mà, tớ nhớ mẹ của mình. Ta đói rồi. Nên cô tốt hơn hết, hãy nấu cho ta một bữa trước đã. Được rồi, tớ sẽ vẽ anh ấy bằng sô-cô-la. Bắt đầu với cái đầu hình răng, mắt và mũi đặc trưng của anh ấy. Tiếp theo tớ sẽ thêm màu cho nướu và mắt của anh ấy. Kế tiếp tớ sẽ đổ bột làm bánh kép lên bức tranh. Để nó nấu một lúc. Sau đó lật nó lại để làm lộ ra kiệt tác. Cái bánh kếp này trông thiệt là ngon miệng. Ta sẽ phải nếm thử nó. Nó dài và chắc chắn làm cho ta no. Được rồi, cô có thể rời khỏi đây. Yay! Xem kỹ năng tung hứng của tớ này. Mùi gì vậy ta? Nó đến từ miệng của bạn. Chào. Không tốt, hơi thở của bạn hôi quá à. Răng của bạn cần được chăm sóc. Chúng ta có gì ở đây? Một thiết bị đánh bóng công suất lớn. Nó thật là đáng sợ. Hãy bắt đầu công việc nào. Mau đến đây đi. Không, nó sẽ đau lắm. Thư giãn đi, chúng ta chỉ cần sửa răng của bạn thôi. Tớ nghĩ đã xong rồi. Hãy xem. Oops. Răng của cô ấy đã mất hết rồi. Tớ sẽ trở lại ngay. Kane, tôi cần đầu của anh. Cái gì? Tớ có cặp răng mới tinh cho bạn đây. Mở miệng ra nào. Nó vừa khích luôn. Nhìn những chiếc răng sáng bóng kia kìa. Hãy cho họ xem nụ cười xinh đẹp của bạn đi. Nụ cười đó có thể chiếu sáng cả một căn phòng đó. Tạm biệt, tớ sẽ nhớ bạn đó. Đã đến lúc trở lại thế giới thực rồi. Tạm biệt Pony. Thật tuyệt khi được trở lại. Này các cô gái, các bạn có thích diện mạo mới của tớ không? Cái gì cơ? Đó là cô bé mọt sách. Bắt cô ấy lại nào. Không, bạn đang làm hỏng trang phục của tớ. Ôi không, mỗi người bọn họ đã lấy một mảnh trang phục của cô bé. Và cô ấy đã quay lại như ban đầu. Tớ ước mình đã ở lại rạp xiếc. Tớ lại trở nên nghèo rồi. Này, làm sạch giày cho tớ. Tiên của con đây. Wow, nhưng mặt của cô ấy thật là nhiều mụn. Con sẽ tự mình nặng chúng. Eo ơi, nó dính đầy trên người mình rồi. Không, không được nặng đâu. Ta có một chiếc mặt nạ nhỏ cho Barbie.
Con thấy chứ, cô ấy đã lây mụn cho con rồi. Đừng lo, ta cũng có một chiếc mặt nạ cho con, để con có thể chăm sóc da mặt cùng nhau đó. Hãy xem nào, thật mịn màng. Hãy nhìn mặt Barbie của con này. Đến được con đó, đến lúc xem kết quả rồi. Wow, da của con thật hoàn mỹ. Ôi, chúng ta nên dứt bỏ cái mặt nạ này đi. Ôi, nó bay thẳng vào miệng của chú cảnh sát rồi. Và tại sao cây lau nhà này lại ở trên người tôi vậy? Gớm quá. Yêu ơi, có kẹo cao su trong tóc của Papi. Mình sẽ cắt nó đi. Không, không, dừng lại. Để ta xử lý được chứ. Cứ chờ ở đó nha. Thôi mà, thôi nào. Trong khi chú cảnh sát đang mãi mê chơi game, ta sẽ trộm một chai Coca-Cola từ tủ lạnh của anh ta. Một con chuột ư? Trả lại nè, ta sẽ lấy chai khác. Hoàn hảo. Chú cảnh sát thậm chí còn không để ý. Ta sẽ nhúng tóc của Barbie vào nước Coca-Cola để loại bỏ kẹo cao su thật dễ dàng. Thấy chưa, dễ như ăn cháo. Wow. Xem này, ta sẽ bỏ kẹo cao su vào chai Coca. Tuyệt. Đừng có lãng phí chai nước này. Vì vậy ta sẽ đặt nó vào lại trong tủ lạnh. Chúng ta nên sửa tóc của cô ấy thế nào đây? Chúng ta cần thứ gì đó hữu ích trong phòng giam này. Một cây xúc xích và khoai tây chiên ư? Trông ngon đó. Ta sẽ cho dầu xả vào tương cà chua. Sau đó trộn đều lên. Sao cơ? Bây giờ hãy cho Barbie kiểu tóc mới nào. Ta sẽ nhúng một miếng khoai tây chiên vào, rồi tô tóc của Barbie bằng màu đỏ tuyệt đẹp này. Che nó lại và đợi một lúc. Và xem đây, đừng quên sấy khô nha. Hãy nhìn mái tóc mới tuyệt đẹp của Barbie nè. Đẹp quá đi, bắt lấy. Wow, thật mềm mại và mượt mà. Mình muốn thử chải tóc cho cô ấy. Wow, không hề bị rối luôn. Cô ấy thiệt là xinh đẹp. Mình cần một chai nước. Coca-Cola của mình đâu rồi? Chú cảnh sát sắp uống chai có kẹo cao su rồi. Có gì đó trong miệng của ta. Chắc là không có gì. Miếng kẹo cao su này không còn ngon nữa. Mình sẽ dán nó lên Barbie và gắn một cái que vào đó để Barbie có cái chân mới. Hãy thử cho cô ấy bước đi xem nào. Cô ấy không bước đi như người mẫu một chút nào hết. Phải làm gì đây? Chú cảnh sát đang xem gì vậy ta? Đó là một nàng tiên cá ư? Cái này hết sô-cô-la rồi. Ai tìm được là của người nấy. Miếng giấy bạc này có thể sẽ hữu ích đây. Ta sẽ đặt Barbie xuống và cởi quần áo của cô ấy ra. Rồi ta sẽ dùng giấy bạc này để quấn quanh phần dưới của Barbie, rồi tạo hình mũi chân thành hình dây, giống như là đuôi cá vậy. Tiếp theo, lấy một ít đất sét và làm y như với giấy bạc. Nhớ đảm bảo rằng nó được tạo hình thật chuẩn xác. Tiếp theo, ta muốn cho một ít hạt kim sa để cái đuôi trông như có dãy cá thật vậy. Ta thậm chí còn cố làm cho nó giống như cầu vồng nữa. Sau đó, ta sẽ dùng bút 3D để làm một chiếc áo đẹp. Và chúng ta đã hoàn tất. Búp bê Barbie đã biến thành một nàng tiên cá xinh đẹp. Ta thật tự hào với tác phẩm của mình. Đáy sâu đại dương. Wow, cô ấy thật rực rỡ. Cảm ơn cô tiên. Mình thật sự rất hạnh phúc với Barbie của mình. Ta sẽ đọc cho con nghe quyển truyện yêu thích nhất của ta. Yêu ơi, ta đã vô tình đè bẹp một con gián. Kinh quá đi. Căn phòng này nhiều côn trùng quá. Ta biết rồi, hãy cho phòng giam của con một cục trang điểm nào. Hãy lấy cây cọ sơn này. Đợi đã. Sao ạ? Nhìn này. Khi ta chải tóc, kim tuyến sẽ bay ra từ mái tóc của ta. Wow. Hãy trộn kim tuyến với sơn lại. Và bây giờ con có thể nhúng cọ sơn vào rồi. Tớ muốn sơn tường quá đi. Không không không, dừng lại, chờ chút đã. Có chuyện gì nữa vậy? Trước tiên ta phải trải một tấm nhựa lên sàn, rồi đổ sơn hồng và sơn tím lên đó. Trộn nó một chút bằng một cái que. Sau đó lấy sơn bằng cây lăng sơn tự chế từ bọt của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể sơn tường được khi tường bẩn tới như vậy? Không có gì mà một chút phép thuật không thể sửa được. Xem đây. Wow. Hãy bắt đầu sơn và lấp đầy toàn bộ bức tường với họa tiết xinh đẹp nào. Nó trông thật là tuyệt, làm tốt lắm. Nó vẫn còn cần nhiều đồ trang trí hơn nữa. Chờ một chút. Wow, nơi đây cứ như căn nhà của một cô tiên vậy.
Ngày xưa, ngày xưa, hả? Ờ, răng mình đau quá, có lẽ khoan nó sẽ có tác dụng. Sao cơ? Ờ... cái máy khoan đang sử dụng quá nhiều điện, và giờ nó đã gây cúp điện trong tù giam. Con sợ quá đi. Ta sẽ xử lý việc này. Chú cảnh sát xấu xa kia, ta sẽ tịch thu bóng đèn của anh. Không, tối quá đi. Bây giờ phải làm gì với cái bóng đèn này đây? Ừ, ta biết rồi. Ta sẽ lắp bóng đèn vào cái đèn này, sau đó phủ nó bằng băng dính. Bút lông. Ta sẽ tô màu cho băng dính với các màu sắc khác nhau. Khi con bật nó lên, nó sẽ trở thành một buổi diễn ánh sáng đầy màu sắc. Wow, nó thật là đẹp. Con thích lắm. Một thứ nữa. Đến đây, đi theo ta. Đưa ta cái gối nào. Chúng ta có thể sử dụng bông nhồi gối để trang trí trần nhà. Yay, cứ như đang mưa kẹo bông gòn vậy. Woohoo, hãy tiếp tục ném hết lên trời nào. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Các cô gái đang trốn đằng sau bông nhồi. Thôi kệ đi. Ta không thể tin được rằng nó có tác dụng. Bây giờ trần nhà trông cứ như phủ đầy mây vậy. Đây là cảm giác khi ở trên thiên đàng đó sao? Wow! Ngủ ngon nha, cô bé. Ta cảm thấy thật tệ vì cô bé phải ngủ trên sàn nhà. Ta biết rồi, ta sẽ làm một bất ngờ cho cô bé. Bidi, khoan đã. Thay vì phép thuật, ta sẽ sử dụng các công cụ. Ta phải lên đồ trước đã. Mũ bảo hiểm và kính bảo hộ. Có, ta cần hai miếng gỗ. Và ta sẽ cố gắng chúng lại bằng một cái cưa. Tại sao lại khó vậy ta? Nó đang đánh thức cô bé. Đừng bận tâm. Ta cần một cái máy mạnh hơn. Ôi thôi nào. Chỉ cần làm một cái lỗ thôi được không? Làm sao cái gỗ này lại mạnh như vậy chứ? Hãy xem người mạnh tới cỡ nào với chiếc máy khoan này. Phải vậy chứ, nó đang khoan một lỗ. Bây giờ ta có thể nối hai mảnh gỗ lại với con vít rồi. Khung giường đã xong cả rồi. Mình lười vứt cái này quá đi. Mình biết rồi, mình sẽ để nó trong phòng giam của tù nhân vậy. Không thấy thì không phải lo. Một cái thùng phi ư? Ồ, nó sẽ thật là tuyệt vời đây. Ta biết phải làm gì với cái này rồi. Nó chỉ cần một vài giọt kim tuyến ma thuật. Được rồi, nó đã sẵn sàng. Ta đã biến nó thành một cái cầu trượt. Và ta chỉ cần cố định nó lại. Hoàn hảo. Ta sẽ thêm các thanh xốp tập bơi này vào hai bên. Yay! Chiếc chăn lông này sẽ được đặt ở đây. Và ở đây. Chiếc giường đã mềm mại và được dọn ngăn nắp rồi. Việc này mệt quá đi. Ta thật hào hứng muốn cho cô bé xem. Ồ, ta nên đánh thức cô bé dậy. Này, dậy đi nào. Hả? Nơi này trông thật tuyệt vời. Nơi này cảm giác cứ như xứ sở diệu kỳ vậy. Con chỉ muốn chạy xung quanh thôi. Chiếc giường này thiệt là mềm mại. Whee! Con thích nó lắm. Con muốn trượt xuống nữa. Woohoo! Ta rất vui vì con thích nó. Ta muốn tặng con chiếc ghim bướm bướm xinh xắn này. Xem đây. Con muốn nhìn thấy nó trong gương. Eo ơi, cái gương này dơ quá à. Ôi thật không may. Trêu lại buồn nữa rồi. Làm sao để sửa cái gương này ta? Hả? Chú cảnh sát đang trổ tài trước gương. Nghe có vẻ như có chuyện khẩn cấp gì đây. Nghe rõ, tôi đang đến đây. Anh ta đã đi rồi. Và anh ta bỏ cái gương lại. Cái gương này bây giờ là của chúng ta. Nó vừa vặn trên bàn của con luôn. Phiu phiu. Wow, chuyện gì xảy ra với cái gương vậy? Ừ, ta biết rồi. Hãy thêm một cái khung mềm mại xung quanh cái gương. Sau đó, hãy lấy các con bướm ra khỏi dây leo và đặt chúng xung quanh cái gương. Wow, nó trông thật là xinh. Và con cũng trông thật xinh nữa. Bướm bướm là tuyệt nhất. Đương nhiên là không bằng tiên rồi. Ồ, con bé này. Chào bạn Barbie, tóc bạn đẹp quá. Chú cảnh sát ồn ào quá đi. Trang phục dễ thương lắm, hả? Ôi trời, chú cảnh sát đang ồn hơn. Chúng ta cần chút riêng tư. Dùng tấm vải này thì sao ta?
Ta biết rồi. Sao chứ? Đặt tấm vải xuống và cầm phần giữa để xoắn nó lại. Sau khi nó đã được cuộn như bánh quế cuộn, hãy cố định nó bằng dây thun nào. Hãy cho thêm nào. Kế tiếp, chuẩn bị các màu sơn khác nhau và đổ chúng khắp ra tấm vải. Sau khi để cho nó khô, đã đến lúc bộc lộ rồi. Nó là một tấm rèm đầy màu sắc. Chúng ta có thể treo nó lên trên song sắt để cảnh sát không thể làm phiền chúng ta. Cuối cùng, một chút yên bình và tĩnh lặng. Cái gì vậy? Giờ các cô gái có thể chơi với búp bê của mình trong căn phòng kỳ diệu của họ rồi. Wow, một hũ Nutella cầu vồng to khổng lồ. Xem đây, tớ sẽ dùng cây lăn sơn này để sơn nhà của mình. Nó là hai thứ yêu thích của tớ kết hợp làm một, màu sắc và Nutella. Nhìn căn nhà cầu vồng của tớ này, nó thật là hoàn hảo. Yeah! Màu sắc sặc sỡ làm tớ khó chịu quá đi. Một con nhện sao? Có vẻ tớ vừa tìm thấy màu sơn của mình. Tớ sẽ dùng mực của con nhện để sơn nhà của mình. Đây là cách bạn sơn một căn nhà đơn giản. Tớ rất tự hào về công việc của mình. Tớ nên dùng sơn nào ta? Chờ đã, tớ có mụn. Tớ biết rồi. Hãy làm như thế này. Tớ sẽ dùng mũ của mụn để sơn nhà. Và tớ sẽ dùng đuôi làm cây cọ sơn. Trộn màu xanh dương và màu vàng. Và tớ có một ngôi nhà màu xanh. Xanh như rong biển vậy. Tớ nên đặt đồ trang trí gì lên nhà của mình? Một con cá. Rồi tớ sẽ đặt nó lên một miếng bọt biển. Sebastian, làm ơn giúp cháu. Xong cả rồi, đến lúc tôi đi rồi đây. Chú ấy đã làm một miếng bọt biển hình cá. Tốt lắm, bây giờ tớ có thể sử dụng cái này để sơn hình cá lên toàn bộ ngôi nhà của mình. Tớ muốn thêm bong bóng cho giống như sinh vật biển thực sự vậy. Đẹp quá đi, trang trí dễ thương ư? Ôi không, tớ đã làm rớt kẹo mút vào trong sơn rồi. Điều này làm tan nát trái tim tớ. Trái tim sao? Tớ có thể sử dụng cái này để vẽ hình trái tim lên tường của mình. Tớ yêu nó lắm. Có một con dơi. Con dơi đó là của tớ. Bắt được rồi. Tớ sẽ tạo ra một khuôn tô hình con dơi từ bạn, cùng với sơn phun màu trắng. Tớ đã sẵn sàng để sơn rồi. Các bạn không phải là các thiên tài nghệ thuật duy nhất ở đây đâu. Chỉ cần nhìn một phát là bạn sẽ biết đó là nhà của tớ. Nhảy, nhảy, nhảy. Quá phiền phức. Không, tớ biết rồi. Một máy nghe đĩa CD ư? Wow, chiếc đĩa CD này thật sáng bóng. Nó cho tớ một ý tưởng. Tớ sẽ đặt các đĩa CD lên mái nhà của mình để chúng trông giống như dãy cá. Nó trông thật là tuyệt vời. Tớ sẽ biến cái phao cứu sinh này thành một cái cửa sổ để tớ có thể ngắm người qua lại. Trang trí mái nhà ư? Thú vị đó. Tớ cũng sẽ tự tạo trang trí của mình sử dụng các gai từ cây gậy bóng chày của tớ. Tớ sẽ bắt đầu đặt chúng lên mái nhà với sự giúp đỡ của chính mình. Nó sẽ làm tất cả khách viếng thăm phải sợ hãi. Bạn muốn gì vậy xin? Ồ, đúng rồi, cửa sổ. Cảm ơn vì đã là một bàn tay đắc lực. Tớ sẽ đặt nó ở ngay đây. Hoàn hảo. Tớ sẽ sử dụng nắp quan tài của tớ để làm cánh cửa. Ngôi nhà của tớ trông thật đáng sợ và tớ thích điều đó. Bờ. Tớ không thể để họ đánh bại. Tớ biết rồi, tớ sẽ dùng chiếc áo lông của mình để làm mái nhà lông. Sau đó tớ sẽ sử dụng các ống pop này để làm cửa sổ và cánh cửa. Tớ thậm chí sẽ cho thêm các sợi dây sặc sỡ này để làm rèm nữa. Sự lấp lánh sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn. Chào các bạn. Wednesday đang định làm gì vậy? Tớ sẽ chôn các bàn tay xương trong sân của mình. Tớ thích chôn mọi thứ, đặc biệt là xương. Chúng sẽ làm cây cối tốt đó. Bây giờ tớ sẽ tưới chúng bằng máu để chúng phát triển nhanh chóng hơn. Chỉ một chút xíu thôi và chúng sẽ bắt đầu nảy mầm. Ôi trời, đó là các bàn tay zombie ư? Cây của tớ đã trưởng thành rồi. Nhìn những bàn tay màu xanh kia kìa. Để làm cho nó tốt hơn, tớ sẽ cho thêm biển báo RIP nữa. Khu vườn zombie của tớ đã hoàn tất. Đánh bại nó đi. Thật ngon miệng. Wow, cái đó làm cho tớ sợ quá à.
làm tớ làm rơi kẹo dẻo chua mất tiêu rồi. Tớ không thể ăn chúng nữa. Nhưng mà tớ có thể sử dụng chúng. Tớ sẽ tạo ra một con đường bằng những dải kẹo dẻo chua này. Xem đây, nó trông thật là nhiệm màu. Còn tớ thì sao? Tớ cũng cần trang trí sân trước nhà nữa. Nhìn xem tôi đã mang cho cô cái gì. Một giỏ sò lớn. Mở nó ra để xem điều bất ngờ nha. Wow, đó là một hồ bơi mini với các con vịt cao su. Đó không phải là tất cả đâu. Tôi còn mang theo một xô cát nữa nè. Tôi sẽ rải nó khắp sân trước nhà của cô để cô luôn cảm thấy gần gũi với biển nha. Cảm ơn Sebastian. Các cô gái đã hoàn thành trang trí phần ngoại thất của nhà họ. Ôi không, một cơn bão đang đến. Mọi người nhanh chóng vào nhà của mình đi. Ít ra thì tớ thích nước. Tớ hy vọng nó sẽ không cuốn bay mái nhà của tớ. Đã đến lúc bắt cá rồi. Không, đừng là cháu chứ. Ôi, con cá này chắc bự lắm đây. Tôi sẽ cắt sợi dây. Thành quả đánh bắt của ta đâu rồi? Phải làm gì với cái lưới này đây? Ờ, tớ biết rồi. Tớ có thể biến nó thành một tấm rèm. Tớ cũng cho thêm một số bóng đèn nhiều màu sắc. Yay! Hả? Cái đồ phát sáng dưới cát này là gì vậy? Wow, nó là một cái rương kho báu. Tớ thích kho báu. Tớ tự hỏi cái gì ở bên trong. Wow, thật là đồ trang trí hoàn hảo mà. Tớ tự hỏi làm thế nào để làm cho ngôi nhà của mình trở nên vui hơn. Hả, tớ không thích sàn nhà đầy cỏ. Tớ sẽ sử dụng những tấm thảm chữ cái này để làm một chiếc thảm. Tớ sẽ xếp chúng lại giống như một trò chơi ghép hình vậy đó. Trông tốt hơn rồi. Tớ có thể lăn quanh đây. Ồ, đó là một sợi len bị rút ra ư? Tớ ghét khi điều này xảy ra. Nó dài tới cỡ nào vậy trời? Tớ có thể làm một quả bóng len từ nó đó. Tớ biết rồi. Tớ sẽ biến nó thành các viên pom pom nhỏ. Tớ sẽ làm thêm và đặt chúng lên trên ghế của mình để nó trở thành chiếc ghế pom pom. Tuyệt vời, nó thật là thoải mái. Tớ nên làm gì với cái dải tuyên này đây? À ha. Xem đây, thật là nhiều tấm rèm sặc sỡ. Tớ đã mang đến cho bạn một thứ để trang trí bên trong nhà. Cái này là gì vậy? Hãy để tớ xem. Bạn mang cho tớ một cái đèn ư? Còn gì bên trong nữa hay không? Một cái váy Hawaii. Tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ treo cái váy qua cái đèn. Sau đó tớ sẽ thêm một cái mũ và kính râm. Trông giống như cậu họ Yves của tớ vậy. Tiếp theo tớ muốn thêm rèm cho cửa sổ của mình. Tớ cũng sẽ treo những bức ảnh của gia đình mình lên. Xin chào con gái thân yêu. Mẹ nhớ con lắm. Thật là phiền phức. Cuối cùng tớ sẽ thêm một cái lưới để trông giống như một cái mạng nhện vậy. Tiên, cậu nghĩ sao? Làm tốt lắm. Được rồi, bây giờ bạn có thể đi. Không đâu bằng nhà hết. Bắt lấy. Tốt lắm, một lần nữa. Điều này thật là vui. Điều này làm tớ khó chịu. Cái gì vậy? Lượt của tớ. Bạn đang chơi với họ sao? Đến lúc bắn một vài mũi tên rồi. Mũi tên này đang cháy. Ôi không, mái nhà của Enid đang bốc cháy kìa. Thậm chí mái nhà của Ariel cũng không chống cháy được. Hãy xem giờ ai mới đang vui nha. Hả? Bạn có ngửi thấy không? Nhìn kìa, nhà của chúng ta đang cháy. Tớ cần nước. Mau lên. Không có nước. Tớ sẽ làm gì đây? Chạy cứu lấy người thôi. Nhà của bọn tớ đang cháy. Nhà của bạn là nơi an toàn duy nhất. Gì chứ? Đây không phải là điều nên xảy ra đâu. Cảm ơn đã cho chúng tớ sống chung với bạn nha. Không, bỏ tớ ra. Điều đầu tiên chúng ta cần xây dựng là một hồ bơi. Chị không thể tự làm điều này các em à. Chị sắp hết hơi rồi. Một chai Coca-Cola ư? Và một cái máy sấy tóc. Làm ơn đưa cho chị những cái đó đi. Chị có một mẹo phải làm. Chị sẽ đặt nửa cái chai lên máy sấy tóc để chị có thể dễ dàng dẫn không khí để bơm hồ bơi. Wow, thật là thông minh. Rồi đó, dễ ợt, dễ như chắc chanh vậy. Yay!
chúng ta có hồ bơi rồi, thật là tuyệt vời. Chờ đã, chúng ta cần nước. Nhiều đây có được không? Không, chúng ta cần nhiều hơn vậy. Mẹ kìa, mẹ đang tưới vườn, chúng ta có thể dùng cái đó. Hả? Một ống nước tưới cây, mọi người ra khỏi hồ bơi. Vậy chúng ta bắt đầu đổ đầy nó với nước nào. Wow, nó đang được đổ đầy rất nhanh. Em nghĩ nó đủ sâu rồi đó. Hãy tắt nó đi nào. Nó đã hoàn thành. Nước lạnh quá đi. Em chỉ muốn bơi ngay thôi. Việc tiếp theo chúng ta cần xây dựng là một cái cầu trượt. Chị sẽ gọi điện. Này, thợ xây đã đến đây rồi. Bọn em đang cố xây một công viên nước. Anh có thể làm cầu trượt chứ? Miễn là các bạn có thể trả tiền cho tôi. Tất nhiên rồi. Xin hãy đợi khi bọn em đi lấy tiền nha. Tiền mà bọn em không có. Chị tìm thấy $1. Một đồng xu. Một cái nước. Ôi không, dân. Trả tiền đi. Đây, đừng quên cái nút của em. Không trả tiền, không cầu trượt. Anh ấy không hoàn thành nó, nhưng ít ra anh ấy đã xây cái cầu thang. Chúng ta đi thôi. Chúng ta có thể tự sơn cái này. Các cô gái, chuẩn bị cọ sơn của các em đi. Bắt đầu sơn thôi. Xong. Hoàn hảo. Wow, một quả dừa. Hãy trang trí nó với các quả dừa nào. Và em sẽ thêm các cái lá. Làm tốt lắm. Chị sẽ cho thêm nhiều lá để có cảm giác thật sự như một hòn đảo vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần cầu trượt thực sự. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta có thể lấy một cái. Yeah! Giao cầu trượt đây. Xin hãy giúp chị lắp đặt cái này nào. Nó vừa y với hồ bơi luôn. Điều này sẽ rất là vui đây. Em không thể chờ đợi để thử nó. Tớ đang rất vui vẻ tại hồ bơi. Tớ muốn thử cầu trượt. Nó trơn quá đi. Ôi không. Để chị xem nào. Đó là một vết thương xấu xí. Chúng ta nên làm gì đây? Em cần chai lăn nách của anh. Hả? Chị sẽ nhẹ nhàng lăn chai lăn nách để nó không còn đau nữa. Nó có tác dụng nha. Và chị cũng có cho em hình xăm cá voi dễ thương này đây. Chỉ cần làm ướt nó và nó sẽ bám vào da của em. Wow, em thích nó lắm. Các cô gái đợi một chút, còn một điều nữa. Chúng ta cần sửa cái sàn trơn trượt này bằng những tấm thảm lắp ghép. Hãy đặt những tấm thảm này xung quanh hồ bơi để nó không còn trơn trượt nữa. Miếng ghép cuối cùng của bức lắp ghép. Xong. Chúng ta có thể an toàn khi vui chơi rồi. Tiếp theo, chúng ta cần xây một đài phun nước. Nghe thiệt là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đặt tảng đá ở đây. Chúng ta đã làm được. Nó thật là hoàn hảo. Bây giờ đến lượt nước. Em chỉ cần treo những sợi tua rua màu xanh này. Nó cứ như ảo giác vậy. Yeah! Đài phun nước thậm chí còn có dây đèn led lấp lánh nữa. Hãy trang trí tường nữa đi nào. Như là một con sao biển. Nhiều cây cỏ nè. Một tảng đá đẹp. Và một con sứa. Xong. Thật là thú vị. Wow, cứ như chúng ta đang ở dưới đáy biển vậy. Chúng ta giỏi thật đó các cô gái. Này, cái màu vàng trong hồ đó là gì vậy? Cái gì chứ? Haley. Oops, em lỡ tiểu rồi. Ew. Ra khỏi hồ bơi ngay. Tại sao em lại làm như vậy? Em nên sử dụng nhà vệ sinh mới đúng. Nhưng bên trong thật đáng sợ và dơ bẩn. Quá nhiều tơ nhện và ruồi bọ. Em rất là sợ, em không dám dùng. Dường như chúng ta cần dọn dẹp nhà vệ sinh. Chúng ta đi nào. Gớm quá đi. Nơi này thật là hôi thối. Chị thậm chí còn không muốn chạm vào nó. Chị nghĩ mình sẽ nôn mửa mất. Yêu ơi, những tơ nhện này đang làm em rùng mình nè. Lấy nó ra khỏi người em. Hãy thu gom hết các cục slime dơ bẩn này nào. Kinh quá đi. Ném nó đi đi, nó quá kinh tởm. Em không muốn nhìn nó nữa đâu. Được rồi, chúng ta có thể làm điều này. Hãy sử dụng nó để che kín bức tường. Làm hay lắm, chúng ta đã làm rất tốt. Nhà vệ sinh trông thật dễ thương và sạch sẽ. Đi vào đây, Hayley. Wow, bên trong thiệt là thoải mái.
Cảm ơn chị. Làm việc nhóm tốt lắm, em gái. Kem que thiệt là món ăn vặt ngon nhất. Mình xong rồi. Không được xả rác. Xin chào. Em, đừng ném vào em ấy. Có lẽ chúng ta có thể tái sử dụng các que này. Để làm gì chứ? Em có một ý tưởng. Ghép những que kem này lại với nhau để tạo thành hình một cái cầu thang. Cái cuối cùng. Rồi chúng ta sẽ làm một chiếc đèn từ đó. Xem đây. Đi chỗ khác đi, giờ tới lượt của chị rồi. Nó thật là thư giãn và chiếc đèn làm cho nó trở nên tốt hơn nhiều. Tớ muốn viết cái gì đó bằng kem chống nắng. Tớ sẽ để nó lên bụng của chị tớ. Chọc tôi đi. Sự trả thù sẽ rất ngọt ngào đây. Hả? Bụng của mình rám nắng rồi. Một cái chọc đang tới đi. Dừng lại. Nóng quá đi. Chúng ta cần một thức uống thật là lạnh. Chờ chút, chị có một ý tưởng. Hãy thêm một quầy bar tiki cho khu vui chơi của chúng ta. Chị là người làm thức uống cho mọi người hôm nay. Trước tiên chị sẽ đổ các viên kẹo dẻo Haribo vào trong chảo và tiếp tục khuấy cho đến khi tất cả tan chảy giống như vậy. Sau đó chị sẽ thêm bột bắp và tiếp tục khuấy cho đến khi nó chuyển sang màu sáng như vậy. Đặt nó xuống một cái đĩa, lấy một ít và lăn nó thành viên cầu. Làm thật nhiều viên và đặt chúng vào trong một cái cốc. Tiếp theo, hãy đổ đầy với trà sữa. Đây là một cách tuyệt vời để tự làm trà sữa trân châu. 3 ống hút, mỗi cái cho từng người chúng ta. Đơn nứa có rồi đây. Wow! Nó có vị thiệt là ngon. Hãy thử đi. Đây là thức uống tuyệt vời nhất. Tuyệt quá đi.